Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ sáu thường niên năm C. Mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong những ngày trước và sau Tết âm lịch, thì chúng ta chứng kiến một cái khung cảnh náo nhiệt của tất cả mọi người Việt Nam chúng ta theo truyền thống, là không kể sang giàu, không thể nói phân biệt giữa người ở gần ở xa, ai ai cũng bận rộn để lo tìm kiếm một cái Tết cho nó thiệt là hạnh phúc, cho nó thiệt là tốt đẹp, là cái dịp để mà đoàn viên tất cả những người thân trong gia đình. Và những điều mà người ta chúc cho nhau cái dịp Tết rõ ràng là phúc lộc thọ, xin cho được có con, có cháu, xin cho được có tiền bạc, có danh vọng, và sau cùng là được tuổi cao và hạnh phúc. Đó là những cái điều là tự nhiên là tốt đẹp của con người. Nhưng mà trong bài tin mừng chúng ta nghe ngày Chủ nhật thứ sáu thường niên năm C, chúng ta lại nghe một cái phúc lộc thọ theo quan điểm không phải của người phàm nhưng mà là của nước trời. Rõ ràng là ở đây chúng ta thấy có điều gì đó hình như là mâu thuẫn, hình như là trái ngược nhau. Trong lúc mà cái con người ở trần gian này tìm kiếm những cái gì thật sự là cụ thể, thật sự là đụng chạm được, đong đếm được, thì Chúa Giêsu trong bài giảng nói về những cái phúc lộc nước trời thì lại đưa ra chúng ta những cái tiêu chuẩn cao hơn, chưa có nhìn tận mắt được, chưa có đụng chạm bằng cái giác quan được, chưa có thể kiểm nhận được, thấu triệt được bằng cái kinh nghiệm của người phàm chúng ta. Rõ ràng là những cái phúc lộc của nước trời nó hướng con người chúng ta lên một cái tầm cao hơn, hướng con người chúng ta lên đến một cái đỉnh chót của những cái giá trị, những giá trị trường tồn, những giá trị không xây dựng trên những cái nền tảng nay còn mai mất, mà là dựa trên chính Thiên Chúa là cái nền tảng trường tồn, là cái cội nguồn của tất cả các cái giá trị chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, tốt lành nhất và hoàn hảo nhất. Thưa anh chị em, nếu như vậy thì chúng ta, những người Kitô hữu, bị đặt trước những cái thách đố. Liệu chúng ta có chấp nhận được những cái giá trị của nước trời mà không phải
chỉ bằng cái lý thuyết mà bằng chính cuộc sống của chúng ta, liệu chúng ta có thể lội ngược dòng với đồng bào, đồng loại của chúng ta trong cái xã hội ngày hôm nay đang cuống cuồng lên vì tất cả những cái bận tâm cơm, áo, gạo, tiền hay không? Và tất cả những cái ước mơ mà tất cả mọi người đều coi đó là một cái gì tự nhiên, là một cái gì đó để khẳng định cái giá trị, khẳng định cái phẩm giá của họ khi mà họ phải có tiền, khi họ phải có địa vị, khi họ phải ăn trên ngồi trước, thì liệu chúng ta có đủ dũng khí với tính cách là người tin vào Chúa Kitô, tin vào những cái giá trị nước trời để nói không với tất cả những cái lôi cuốn của cái quan tâm, tất cả những cái tham vọng về cái thế giới vật chất này hay không? Rõ ràng là chúng ta cũng có kinh nghiệm của cá nhân, của cái cộng đồng gia đình, cũng như là của cả một cái tập thể xã hội của quê hương đất nước. Chúng ta thấy người ta đã có biết bao nhiêu cái cố gắng, kể cả những cố gắng mà phải đổ cả mồ hôi, nước mắt và xương máu nữa để có những cái tham vọng làm giàu, có những cái tham vọng để mà trở thành một cái đất nước, một cái dân tộc hùng mạnh, sánh vai với những cái con rồng, sánh vai với những cái siêu cường khác. Nhưng rốt cuộc khi mà tàn cuộc rồi thì người ta phải đối đầu với liên tiếp những thất bại này tới những thất bại khác. Tại vì tất cả những cái ước mơ, tại vì tất cả những cái nỗ lực của con người đó chỉ được đặt trên những cái nền tảng quá nông cạn và quá phiến diện, khi mà đã không còn nhìn thấy cái phẩm giá của con người. Như Chúa Giêsu nói, con người ta đâu phải chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ những lời lẽ từ miệng Thiên Chúa phán ra. Rõ ràng cái phẩm giá của con người chúng ta cần phải vươn lên những cái điều kiện vật chất hữu hình này, mặc dù là chúng ta thực sự cần có những cái điều kiện đó để mà sống, để mà phát triển. Nhưng con người không thể bị giảng lược vào những cái lĩnh vực vật chất, vì con người còn có một sứ vụ, con người còn có một cái ơn gọi lớn lao hơn nữa, là phải vươn lên, phải siêu việt lên trên tất cả những cái giá trị vật chất này, những cái ước mơ tầm thường và hữu hạn này, để tới một cái đỉnh cao hơn nữa. Và đó chính là những giá trị của nước trời, là chính Thiên Chúa, là đứng nguồn mạch của tất cả những điều mà con người ước mơ. Và cũng chỉ một mình Thiên Chúa mới là đấng có thể đong đầy những cái ước mơ của con người. Xin cảm ơn anh chị em. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa, gió biển vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Người đưa tôi đi lên vườn trái ngát xanh trên đồi. Người dẫn tôi về tựa trùng khơi buông gió dịu mây trời. Người sắm cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, Người rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa. Đầu tôi Người xức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa, gió biển vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Lòng không lo âu tuy vào giữa lưới vây quân thù, lòng vẫn
trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Đời tôi trăm năm, trong cuộc sống biết bao thăng trầm. Nghìn cõi xa gần, vòng thời gian đưa mãi nhịp xoay vần. Này áo với cơm đây bài thơ ươm mơ, này sáng với thân mang nặng tấm linh hồn. Đời tôi ôi Chúa hiểu sâu ngọn nguồn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù. Vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù.